ngày 14, Đức Mẹ Anne La Royale, Hungary. Đức Mẹ đã cho Thiên Chúa môi miệng để công bố tin mừng nước Thiên Chúa đã đến gần. Môi miệng ấy đã thúc giục nhân loại hãy sám hối và kêu gọi mọi người vui lòng vác thập giá. Môi miệng ấy đã dạy những bài học yêu thương và khiến các thính giả phải kêu lên: chưa từng có ai nói được như người này. Với môi miệng ấy, Chúa đã nâng đỡ kẻ yếu đuối và ca ngợi người tốt lành. Người không bẻ gãy cây sậy đã nát và dập tắt tim đèn còn khói. Bình an cho các con hãy vui lên, các con hãy can đảm lên, các con đừng sợ, tội lỗi con đã được tha, ta cũng không kết án chị đâu, ước chi các con được tràn đầy bình an của ta. Đừng xét đoán để khỏi bị đoán xét. Đó là những lời phát xuất từ môi miệng Thiên Chúa. Như Đức Maria, chúng ta cũng có thể dâng cho Thiên Chúa môi miệng của chúng ta để đem sứ điệp của Người đến cho thế giới, khuyến dạy kẻ u mê, khuyên bảo người nghi nan, an ủi kẻ chịu mất mát, khích lệ người nhát đảm và bên đỡ kẻ bất an. Ôi trinh nữ diệu hiền, trong mọi người nữ đã được sinh ra, chưa từng có ai được như mẹ. Albert J. Nemeth, OFM.